thành lập năm 1961, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Giàng Đông 60 năm xây dựng và phát triển. 60 năm, một khoảng thời gian rất ngắn so với chiều dài lịch sử của một đất nước, một dân tộc. Nhưng với một nhà máy sản xuất năm xưa, nay là công ty cổ phần thời kỳ đổi mới thì thật nhiều ý nghĩa. 60 năm đồng hành cùng đất nước với biết bao thăng trầm của lịch sử, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Giàng Đông đã liên tục cố gắng vượt qua mọi thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên, khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp sản phẩm chiếu sáng và phích nước made in Việt Nam, đồng hành cùng cả nước vững vàng trên con đường hội nhập, phát triển, hòa chung vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng, vì một Việt Nam ngàn năm gấm vóc. Nam ánh dương rực sáng, non nước muôn đời tỏa nắng. Từng ánh mắt lấp lánh, từng nụ cười rạng rỡ, ta nghe như tiếng đất trời ở trong tim. Cùng đi trời lộng gió, vui hát giữa ngày hội lớn. Người sáng tiếng đất nước, thua hồng hoang dựng nước. Thân thương hai tiếng muôn đời, Việt Nam sông núi
đất nước tưng bừng nở hoa, mùa xuân đang tràn ngập phố, bồi hồi mộ tình yêu, nhớ về những chiến công lừng lẫy, vinh quang hàn hùng ca, dạng người non sông. Trời đất bao la, nơi non sông ngàn năm ngâm vô, cùng sát vai nhau, ta chung tay dựng xây đất nước. Thời gian về những năm 50, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đã mở ra một chương mới cho cách mạng Việt Nam. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đã đích thân lựa chọn xây dựng 13 nhà máy đầu tiên, đặt nền móng cho nền công nghiệp nhẹ Việt Nam thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong dịp này, nhà máy bóng đèn Phích Đức Giảng Đông đã được quyết định xây dựng và trở thành nhà máy đầu tiên ở Việt Nam, ở Đông Dương, sản xuất bóng đèn và phích nước. Năm 1958, nhà máy bóng đèn Phích Đức Giảng Đông chính thức được khởi công xây dựng tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 1959, đoàn cán bộ học sinh đầu tiên của Việt Nam đi học nghề sản xuất bóng đèn phích nước tại Thượng Hải. Cái nghề từ thuở vô hùng đến lúc đó Việt Nam chưa từng có. Giảng Đông là nhà máy đầu tiên ở Việt Nam, ở Đông Dương sản xuất bóng đèn phích nước. Họ lên đường với bầu nhiệt huyết căng tràn của tuổi trẻ vì quê hương đất nước. Lòng ta hằng mong ước và ước mơ, bàn tay son sắt dâng cao ngọn cờ, để ngàn đời bền vững tổ quốc ta, trời cao muôn vì sao chói lòa. Phích Đức Giảng Đông chính thức được thành lập. Nhà máy đi vào hoạt động sản xuất, sản phẩm đầu tiên ra đời là bóng đèn tròn. Xưởng Huỳnh Quang lúc đó sản xuất cả đèn ống, chấn lưu, starter đi vào sản xuất đúng ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1962. Bước đường xa, ta hằng mong ước.
tiên tiến lớn, hòa chung với hàng triệu thanh niên, học sinh, sinh viên trẻ cả nước, cùng với những sản phẩm đèn pha ô tô phục vụ kháng chiến, cán bộ công nhân viên nhà máy Rạng Đông chúng tôi lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do. Ta đi giữa tình
Hãy subscribe
Triển 60 năm, Giảng Đông đã phải vượt qua biết bao phong ba bão táp, từ chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ném bom nhà máy năm 1972 đến cú sốc giá, lương, tiền năm 1985, làm công ty thiếu việc làm, thua lỗ kéo dài. Đến năm 1987, 1.600 người phải nghỉ việc liền 6 tháng. Để có thể khôi phục sản xuất, 700 người đã chấp nhận khó khăn về mình tự nguyện nghỉ việc hoặc tìm công việc khác để cứu con thuyền Giảng Đông sắp đắm. 900 người ở lại đã nhanh chóng phục hồi công ty, thực hiện cuộc đổi mới theo tinh thần Đại hội 6. Con thuyền Giảng Đông vượt cam go, thác lũ, băng băng ra biển lớn, mở ra một thời kỳ mới với những kỳ tích mới. Tâm tuổi trẻ mang chi lớn bên bờ xa hội nhập
đón chờ ta. Ngày 15 tháng 7 năm 2004, công ty đổi tên thành công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, hoạt động theo điều lệ công ty cổ phần mới với vốn điều lệ ban đầu là 79,15 tỷ Việt Nam đồng. 60 năm một chặng đường lịch sử tuy chưa dài nhưng là cả một quá trình phấn đấu liên tục của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên của nhiều thế hệ. Sau khi hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2016-2020, sớm trước một năm, mục tiêu tốc độ tăng doanh thu hàng năm từ 8 đến 10%, thực tế đạt 10,5 đến 11,5% trên năm. Mục tiêu năm 2020 doanh thu đạt ngưỡng 4.000 tỷ, năng suất lao động 2 tỷ đồng trên người trên năm. Thực tế năm 2019 đạt doanh thu 4.256 tỷ, năng suất lao động đạt 2,07 tỷ đồng trên người trên năm. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Rạng Đông đã xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030. Đến nay, trải qua 18 tháng triển khai, hành trình chuyển đổi số của Rạng Đông đã đạt được một số thành quả bước đầu.
Xuất phát điểm là doanh nghiệp truyền thống tiền Internet. Giảng Đông xác định chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi nhận thức, tư duy, chiến lược, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức vận hành để thích ứng với thời đại số. Chuyển đổi số sẽ là động lực mới, tạo nên bước phát triển đột phá, đưa Giảng Đông chủ động thích ứng với các điều kiện kinh tế mới, phát triển thương hiệu số, thúc đẩy giá trị số, tạo một vị thế xứng đáng cho công ty trong không gian số quốc gia và quốc tế. Quá trình chuyển đổi số của Giảng Đông được thực hiện đồng bộ trên cả 3 phương diện: công nghệ, quá trình và tổ chức con người. Ngày nay, với chính sách đổi mới, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Giảng Đông đang đứng trước vận hội mới cùng những yêu cầu và thách thức mới, mang trong mình sứ mệnh nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng trong nước và quốc tế. Với giá trị cốt lõi: đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tốc độ và chuyên nghiệp. Của Giảng Đông chỉ có định hướng đúng, đội ngũ cán bộ quyết tâm cao, năng lực tổ chức tốt và sự đồng thuận hưởng ứng của đông đảo người lao động mới vượt qua thử thách. Chỉ có thể với một đội ngũ trên dưới một lòng, muôn người như một mới có thể tạo nên kỳ tích đó. Giảng Đông qua mỗi ngày, bạn hỡi về Hà Đình với ta.
đất tương lai chúng ta. Vì nhà máy, vì muôn người, bao khó khăn cũng vượt qua. Ta như mai năm xưa đón bác tới thăm nơi đây, trong năm âm tháng tư bên bác kính yêu lắng nghe lời người đó. Đông là nguồn sáng trong đêm, rạng đông mang hơi ấm cho đời, rạng đông niềm kiêu hãnh trong tôi, rạng đông đang chung sức đêm ngày sát bên nhau quyết một lòng, vì một rạng đông anh hùng và có Bác Hồ, vì một rạng đông vững bước của hôm nay và mai sau. Nhớ không quên người Bác Hồ thiêng liêng, dục ra non sông kết đoàn là sức mạnh. Người người thi đua, ngành ngành thi đua, dựng xây tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Bao lớp cha anh dâng hiến tuổi thanh xuân, chiến đấu hy sinh không ngại gì gian khổ. Làm người mạnh mẽ, tình đời bao dung, theo đảng treo lấy quang huy cách mạng cấp bên. 60 năm đã trôi qua, con đường tương lai phía trước đang rộng mở. Trong sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông luôn phấn đấu không ngừng để luôn xứng danh là Rạng Đông anh hùng và có Bác Hồ, là Rạng Đông vững bước của hôm nay và mai sau. Chương trình nghệ thuật Rạng Đông 60 năm một chặng đường. Chỉ đạo chương trình Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng, thực hiện chương trình Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Trọng Thủy, trợ lý tổng đạo diễn Thế Cường, Nguyễn Hoàng. Biên đạo múa nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Lan, Hải Trường, Đỗ Duy Đức. Chương trình có sử dụng các tác phẩm âm nhạc và múa Việt Nam Gấm Vóc, Thời Thanh niên Sôi Nổi, Mắt Sắt Mãi Mãi Tuổi 20 và Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân, Đường Chúng Ta Đi, Người Là Niềm Tin Đất Thắng, múa khúc tráng ca Rạng Đông, Rạng Đông vươn tới những ước mơ, Rạng Đông về giữa đời mong, Rạng Đông ca thi đua yêu nước. Tham gia biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Hoàng Nga, Anh Tuấn, Phạm Đức, Tôn Sơn cùng tốp múa Nhà hát Tuổi trẻ Trường Múa Việt Nam và các anh chị em đội văn nghệ công ty thể hiện lời bình Thanh Huyền. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã vừa cùng thưởng thức một chương trình nghệ thuật vô cùng đặc sắc và đầy ý nghĩa. Chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề Rạng Đông 60 năm một chặng đường, thỏa lòng Bác mong, với phần trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ và đội văn nghệ đến từ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Một lần nữa hãy cùng với chúng tôi dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn các nghệ sĩ cùng với các cán bộ nhân viên của công ty. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đoàn Thăng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty sẽ cùng đại diện cho ban lãnh đạo công ty tặng bó hoa tươi thắm tới các nghệ sĩ. Và xin trân trọng kính mời nghệ sĩ ưu tú Trọng Thủy, tổng đạo diễn của chương trình nghệ thuật chào mừng, sẽ đại diện các nghệ sĩ nhận bó hoa này. Xin trân trọng kính mời. Nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, theo lời Bác gọi cả nước thi đua. Con làm cho hồng hờ con nơi đời, cho nước vươn lên thi đua giành chiến thắng. Rừng đồng mênh mông, biển trời mênh mông, tình đời mênh mông, xây dựng quê mình hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn tổng đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú
Trọng Thủy, các nghệ sĩ nhà hát tuổi trẻ, đội văn nghệ Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc.